ban tổ chức sẽ đưa ra những cái không có nghĩa, nghĩa là mình sẽ đưa ra những cái ký hiệu, những cái chữ cái không có nghĩa. Người chơi sẽ nhắc lại thành một từ tiếng Việt ngũ nghĩa. Ai giơ tay cái người trước và cái cuối thì sẽ là người thắng. Yeah.